Ngày 23 tháng 3, nam sinh viên 21 tuổi tại Khánh Hòa tử vong ngay sau khi xác định dương tính với virus cúm AH5. Điều tra dịch tễ cho biết, trước đó bệnh nhân có đi bẫy chim hoang dã. Tại Việt Nam, đây là trường hợp mắc bệnh cúm AH5N1 thứ 2 kể từ năm 2014. Từ năm 2003 đến nay, cả nước ghi nhận có 128 người nhiễm cúm AH5N1, trong đó có 65 người tử vong. Các bác sĩ cảnh báo, virus gây H5N1 là một chủng cúm A có động lực mạnh. Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm bệnh diễn biến nặng và tử vong rất cao, khoảng hơn 50%. Bệnh cúm gia cầm hay bệnh cúm H5N1 là một cái bệnh mà đã từng xảy ra ở Việt Nam và cách đây khoảng hơn 12 năm thì nó đã gây ra những cái trường hợp tử vong, và cái tỷ lệ tử vong do cúm gia cầm thì tương đối cao, nó có thể lên đến 50%. Do đó nên chúng ta cần phải làm mọi cách để chúng ta phòng cái sự lây nhiễm cúm gia cầm từ gia cầm sang người. Thì đối với cúm gia cầm hiện nay thì chúng ta có bằng chứng khoa học tương đối chắc chắn là bệnh thường hay lây lan một cách hữu hiệu từ gia cầm sang người, chứ ít có bằng chứng lây lan từ người sang người. Do đó cái việc mà chúng ta giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc với cả gia cầm ốm chết là điều quan trọng nhất để chúng ta đảm bảo bệnh. Từ đầu năm 2024 đến nay, ghi nhận 6 ổ dịch cúm gia cầm tại 6 tỉnh thành phố, bao gồm Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang. Thức ăn có nguồn gốc từ gia cầm như thịt gà, thịt vịt là những loại thực phẩm phổ biến. Vì vậy, không ít người lo ngại về nguy cơ mắc bệnh cúm AH5N1 khi ăn phải những loại thịt hoặc là trứng gia cầm, đặc biệt là khi không may ăn phải gia cầm ốm chết có nguy cơ mắc phải cúm AH5N1. Thực ra thì cái cúm AH5N1, cái việc ăn thịt gà hoặc là ăn trứng ấy, thì chúng ta phải đảm bảo là ăn chín uống sôi. Đấy, thịt gà chín hoặc trứng phải nấu chín để tránh những trường hợp là một số người có thói quen ăn những cái đồ sống, trứng sống chẳng hạn, thì nó sẽ có nguy cơ, còn khi mà chúng ta ăn chín rồi đảm bảo thì cái nguy cơ đấy thì không đáng ngại. Để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo không ăn gia cầm hoặc các loại sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc, đảm bảo ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.